Nhưng là em rất là xinh, da trắng, rất là sạch sẽ. Ôi trời. Hiện tại em đang ở Bình Dương hả? Dạ. Em có dự tính là sau này ví dụ như là quen anh, em có thể ra Quảng Nam sống cùng anh không? Nếu mà em công việc của em ở đây mà ổn định, ý là em học việc ở đây tầm khoảng 1 năm, nếu mà việc của mình cứng thì em có thể chuyển công tác được ạ. Em ơi, có chủ tịch hội đồng quản trị thì kia ngồi dưới kìa. Quá dễ kế toán cái gì vậy? Dạ. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà gái đã có mặt ở trên sân khấu rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cùng bạn nữ bên kia và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Dạ, em là Quý Khang, năm nay là em 31 tuổi. Quý Khang hả? Dạ. Tên đẹp quá ha. Dạ, em cảm ơn anh. Em làm công việc gì Khang? Dạ, em là quản trị vùng trồng sâm sâm, về mảng sâm Ngọc Linh, đang sống và làm việc ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Ở Quảng Nam vô đây? Dạ. Nhà em ở Quảng Nam luôn hay sao? Dạ, quê em ở Ninh Thuận ạ. Quê Ninh Thuận, dạ. Làm việc ở Quảng Nam. Dạ. Khi lấy vợ về thì ở đâu? Có tính chưa? Dạ thì em dự tính là sống ở Quảng Nam luôn ạ. Quảng Nam luôn hả? Dạ. Lập nghiệp Quảng Nam luôn. Dạ, chính xác anh. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu cho mình nào. Em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh. Em xin chào bạn Nam bên kia cùng toàn thể các quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Tiến, năm nay em 27 tuổi, quê em ở Ninh Bình. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Em làm công việc gì? Em làm kế toán phiên dịch tại công ty của Nhật ạ. Ở Bình Dương là em sống với ai? Em sống với chị họ. Rồi. Tiến là ở Bình Dương, Khang là ở Quảng Nam. Dạ. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chú đã say đó. Dạ. Cái khoảng cách hơi xa, các bạn cảm thấy thế nào hả Khang? Về cái mặt này thì em cũng hơi khó. Đối với em là yêu ở đâu cũng xa hết. Tại cái công việc của em là cái công việc đặc thù, thường là đi công tác rất là nhiều, từ tỉnh này sang tỉnh khác cũng có. Là xong thường là em đi lên chỗ vùng cao. Em có công tác ở Bình Dương không? Chắc sau này là sau khi quen bạn là đó là cũng là một cái công tác của em. À, cũng hướng tới mình mở rộng thị trường đúng không? Dạ. Vậy thì em có thuận lợi đó. Dạ. Em gái bên kia cụ thể em làm kế toán là công ty nào em? Ở đâu? Em làm cho công ty Nakai Tâm Nhật Bản ở thành phố Thủ Dầu Một ạ. Rồi em làm kế toán lâu chưa? Em làm được hơn 1 tháng rồi ạ. Làm kế toán mới có 1 tháng hả? Dạ. Vậy em có kinh nghiệm nhiều không? Tại vì em mới từ Nhật về nước ấy ạ. Ủa vậy hả? Dạ. Em đi Nhật mấy năm? Em đi gần 4 năm ạ. Em qua đó du học ạ. Rồi em trai mình làm kinh nghiệm trồng sâm mà lâu chưa? Dạ, em cũng làm khoảng hơn 3 năm rồi anh. 3 năm rồi. Dạ. Bạn kia bên Nhật mới về đó. Dạ. Mình có đi Nhật chưa? Dạ cũng có rồi anh. May quá bên Nhật không gặp ha. Dạ. Cứ gặp về đây không gặp đây rồi. Duyên nó chỉ tới 1 lần thôi. Rồi, mà mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi Khang. Ưu điểm của em theo em nghĩ là thật thà, hiền lành, chăm chỉ. Thấy em là thấy chăm chỉ rồi đó. Dạ, cảm ơn anh. Khuyết điểm. Nhiều khi em bị stress á thì em dễ bị nóng tính. Em cũng lâu lâu cũng hay quên. Bị stress rồi hay quên. Uống sâm vô hết stress rồi hết quên gì đâu rồi. Thì mỗi lần vậy thì phải uống sâm. Dạ. Rồi nhà gái thì sao? Chúng ta có ưu điểm và khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là làm người vui vẻ, hòa đồng, trung thủy và luôn hướng về gia đình ạ. Còn khuyết điểm của em thì em đôi lúc cũng hay quên ạ. Bên đây cũng quên, bên kia cũng quên. Để em nhắc cho bạn. Chúng ta nói về tình duyên của chúng ta lúc trước như thế nào đi, nhà trai. Dạ, thì em lúc trước thì có 2 mối tình. Thì mối tình đầu tiên của em thì lúc em còn sinh viên. Cũng mối tình gần đây nhất là cách đây khoảng 1 năm. Rồi sao chia tay? Thì cũng như nãy em có chia sẻ với anh là công việc của em hơi đặc thù. Đi hoài. Rồi. Dạ. Rồi bỏ người ta hay người ta bỏ? Dạ, người ta bỏ em. Đi hoài ta bỏ đúng không? Lại là không có thời gian chăm sóc á. Vậy rồi bây giờ mình có sắp xếp được thời gian để mình yêu không nè? Dạ có chị ạ. À. Rồi, nhà gái thì sao? Dạ em mới trải qua 1 mối tình cách đây khoảng tầm 7 tháng ạ. Lúc em còn đang ở bên kia hả? Dạ vâng đúng rồi ạ. Chia tay mới 7 tháng em hả? Dạ. Sao kể chị là nghe coi, quen mấy năm? Em quen anh ấy tầm khoảng gần 2 năm ạ. Bởi vì sau đó là do thứ nhất là yêu xa, và thứ hai là do định hướng của hai đứa về công việc tương lai khác nhau ạ. Tức là tụi em quen nhau lúc đó là em đang bên kia và bạn này đang bên này. Không, là hai tụi em là đều ở bên đó cả. À. Mối tình đó anh nghĩ chắc không sâu sắc đâu. Mới có 7 tháng mà đi tìm người yêu khác chắc cũng... Quen 2 năm. Mới chia tay 7 tháng thôi. Thì trời ơi, ta chia tay xong ta có quyền đi tìm người khác chứ trời. Nếu mà mối tình sâu sắc á thì 7 tháng chưa đủ để gọi là quên đâu. Sao em trả lời cho chú Quyền Linh nghe đi. Đúng chứ còn trả lời gì nữa. Kinh nghiệm tôi biết mà. Nếu mà yêu sâu sắc á nha, là phải... nó vương vấn cả năm trời đó. Thôi bây giờ sâu sắc thì không cần biết. Chỉ cần biết đó là chuyện cũ rồi. Bây giờ là người ta bắt đầu cái chuyện mới. Chuyện cũ là cơm thiêu. Đó bây giờ cái chuyện hiện tại nó mới là cơm nóng nè. Rồi nóng sao? Bây giờ em muốn quen một người như thế nào? Nói cho chị Lan biết coi. Dạ em muốn tìm một người bạn trai là trưởng thành ạ. Trung thủy, không ra trường, biết quan tâm lo lắng cho gia đình ạ. Trưởng thành chưa? Dạ trưởng thành rồi anh ạ. Vậy thì chưa? Dạ xong rồi anh ạ.
mấy yêu cầu của nhà gái vậy được không? Dạ, rất là đơn giản đúng không em? Quá đơn giản luôn. Có gì khó không nè? Chiều cao, cân nặng, sắc dốc, nhan sắc như thế nào? Cao trên 1m7 ạ. Bảy hơn luôn á. Đâu để qua coi cụ thể. Không cần, nhìn thôi là biết thước tất cao rồi. Dạ, em chào chị. Mét 7 mấy? Dạ, em mét 75. Đó, mét 75 rồi nha. Nhìn biết hơn 70 rồi. Dạ, em còn yêu cầu gì nữa không? Còn sự nghiệp công việc ổn định ạ. Có luôn. Quá ổn định. Em có điều gì không thích ở con trai không? À, không hút thuốc ạ. Rượu bia thì biết một chút cũng được nhưng mà không được nghiện ạ. Kêu uống rượu xăm không à? Chỉ vậy thôi hả? Còn gì nữa không? Mình biết là cảm thông chia sẻ với nhau ạ. Có thuốc không? Dạ không. Được. Bây giờ nè em gái. Dạ. Khoảng bao lâu thì em có thể lấy chồng được? À, nếu mà hai người hợp nhau ạ thì có thể tiến tới hôn nhân được ạ. Khoảng bao lâu á? Thời gian á? Thời gian chắc là khoảng tầm gần 1 năm. 1 năm? Dạ. Bên kia chuẩn bị 1 năm lấy vợ nữa được không? Dạ vô tư anh ạ. Vô tư. Rồi xong. Dạ là có nền tảng sẵn hết rồi đúng không? Dạ. Hôn cưới cái là cưới liền được đúng không? Cưới liền. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn có một người vợ tương lai như thế nào? Thứ nhất là hiền lành. Thứ hai là biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Bên đây có hiền đó, thấy cũng có quan tâm đó, thấy cũng nhu mì. Em thấy nhiều đó là đủ rồi chị. Đủ rồi. Vậy thôi hả? Sạch sẽ. Ủa bộ gái ở dơ lắm hay sao? Bộ nào giờ quen gái ở dơ lắm hay sao mà giờ nhu cầu tìm gái sạch sẽ vậy? Dạ em nghĩ là một người mà ở sạch sẽ thì em thấy là rất là chu đáo trong hầu như là. Chưa chắc. Có những người ta ở dơ mà ta chu đáo lắm á. Ta chu đáo cho người khác thì ta ở dơ cho bản thân người ta. Dạ. Nếu vậy em cũng chịu luôn. Chịu luôn đúng không? Dạ, chịu luôn. Tìm bạn gái mà yêu cầu sạch sẽ là có cái gì không thích ở dơ. Ai ở dơ đâu mà. Thật sự là em cũng chưa tiếp xúc nhiều với các bạn nữ, thật em cũng không biết là điều nào mà không tốt hay là chưa tốt thì. Em nói đại hút thuốc uống rượu rồi đó. Em nghĩ là phụ nữ mà có uống rượu thì cũng được mà hút thuốc thì chắc là chú ý chị đi. Thật ra hút thuốc là có hại cho sức khỏe nên là chúng ta không nên. Rồi. Bây giờ em gái đi với ai? Em đi với chị họ. Chị họ hả? Rồi chào nhà gái. Rồi chị họ cho ý kiến nào. Con chào chú Tình Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan. Chào quý khán giả trong chương trình. Em là Nguyệt, chị họ của bé Tiến ạ. Hiện tại là bé Tiến đang ở với em. Em theo em cảm giác bạn nam bên đây á là cũng chững chạc á. Rồi bé Tiến thì tôi 27 tuổi nhưng mà cũng hơi con nít á. Nít hả? Dạ. Nhà gái có nhận xét gì về nhà trai ngày hôm nay không? Theo em thấy thì phù hợp với bé Tiến đó. Em thấy bạn nam thì rất là chững chạc. Bây giờ một phần là kinh tế, công việc cũng ổn định đó. Riêng em thì em cảm thấy vậy. Còn mọi phần quyết định là do hai người hẹn hò nhau hay như thế nào thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Em cũng hy vọng là sau này bạn nam này sẽ thay em đồng hành cùng bé Tiến ạ. À, nhà trai mình đi với ai? Dạ, em đi với chủ tịch hội đồng quản trị cùng anh đồng nghiệp. Dạ, chào nhà trai. Chị thấy sao nhà gái thấy hợp với nhân viên của chị không? Xin chào anh Quyền Linh, chào em Ngọc Lan, yeah. Chào hai bạn và quý vị khán thính giả. Với cái vị trí là người chị, người sếp của Khang, thì đầu tiên nhận xét về Khang thì như bạn nói, bạn hiền, thật thà, bạn cũng khá nóng tính nhưng mà chắc nóng tính với nam thôi chứ không có nữ, chưa thải. Về bạn nữ rất là dễ thương, bạn nữ xứng đáng. Còn những cái việc khó khăn lắc nhắc khác thì mình nghĩ hai bạn có thể cùng khắc phục để cho nhau cơ hội đi xa hơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn nhà trai. Thích nói giọng về dễ thương ha, giọng Huế hả? Cảm ơn lãnh đạo của công ty nha. Giùm mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Rồi. Có gì tới nó tới. Mở rào. Bắt đầu đi Khang. Chào bạn, mình có món quà từ công ty. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Rồi anh cảm ơn. Để nhân tiện này em cũng có hai cái phần quà nhỏ nên em xin tặng anh Dương Linh. Dạ. Đây là cũng có cái phần em thấy anh chị nói cũng nhiều quá, ở đây ngậm vô là nói vô tư luôn. Dạ, dạ em xin phép. Thấy túi chú bự quá, túi nhỏ quá. Dạ. Dạ em xin tặng chị ạ. À. Rồi cảm ơn em. Này đổi túi bự được không? Dạ. Túi hơi nhỏ quá. Bữa nào tôi ghé tôi đổi túi bự chút xíu. Dạ. Cái túi bự gấp đôi luôn. Lãnh đạo công ty cho tôi mới quà này nha. Dạ. Bữa nào có cho thêm cũng được. Dạ. Hai bạn bắt đầu nói chuyện đi nào. Chào anh. Dạ. Anh chào em. Anh nhìn em thấy sao ạ? Ấn tượng đầu tiên là em rất là xinh, da trắng, rất là sạch sẽ. Cảm ơn ạ. Trời ơi trời. Hiện tại em đang ở Bình Dương hả? Dạ. Em có dự tính là sau này ví dụ như là quen anh, em có thể ra Quảng Nam sống cùng anh không? Nếu mà em công việc của em ở đây mà ổn định, ý là em học việc ở đây tầm khoảng 1 năm, nếu mà việc của mình cứng thì em có thể chuyển công tác được. Em ơi, có chủ tịch hội đồng quản trị thì kia ngồi dưới kìa. Quá dễ kế toán chứ gì. Kế toán chị ơi. 30 giây
về Quảng Nam luôn. Ví dụ như là khi em về Quảng Nam em có thể làm một công việc khác mà em có chấp nhận hy sinh được không? Dạ có. Anh cảm ơn. Nhưng mà phù hợp với em ạ. Dạ. Em có câu hỏi gì đặt cho anh không? Em thấy anh có nói là một người nóng tính. Em rất là sợ những người nóng tính. Cái nóng tính của anh thì rất là vô hại. Tức là sau khi anh làm việc mà anh bị stress thì anh đứng chỗ anh la mình anh vậy thôi. Chứ anh không bao giờ cái ảnh hưởng tới người khác. Thì anh ở Quảng Nam, còn em hiện tại đang sinh sống ở Bình Dương. Thì không biết là nếu mà hẹn hò tìm hiểu nhau thì sẽ như thế nào ạ? Thì anh sẽ sắp xếp thời gian để vào thăm em. Dạ, anh cảm ơn. Quay xuống xin sếp đi công tác liền. Công ty là dự kiến là mở rộng hết cả nước ra tầm thế giới luôn chứ không phải là trong Bình Dương thôi. Rồi chuyện nó không lo rồi. Bây giờ là xa hơn nữa. Bạn kia là nói năm gì đám cưới được đó. Thì em chuẩn bị em nói gì cho bạn gái biết đi. Chỉ cần em ok là mọi thứ xong xuôi hết. Xong xuôi là sao? Nhà trai mua được mấy cái nhà để chuẩn bị cưới vợ rồi? Sau khi là tìm hiểu xong á. Dạ, xong hết rồi thì chỉ cần bạn nữ ok thì mọi thứ đều sẽ xong xuôi hết. Dạ. Nhà em về ở với ai nói cho bạn gái biết luôn đi. Sau khi cưới thì chắc chỉ có hai vợ chồng thôi. Anh thì con một, có lẽ sau này thì mẹ lớn tuổi á thì có thể rước mẹ về chăm sóc. Em thấy như nào? Em thấy cái việc mà sống chung với bố mẹ chồng là chuyện bình thường. Anh cảm ơn. Gia đình em có mấy người? Gia đình em có ba chị em là con cả. Bên dưới còn một em trai một em gái. Một em trai một em gái. Rồi bây giờ hỏi coi tiền hai vợ chồng làm ra ai giữ, tiền anh làm ra anh có đưa em không? Thật sự đó là đàn ông mà làm ra tiền á là để cho phụ nữ tiêu. Đó. Tôi là mai là mối luôn, tôi chỉ quan trọng cái khúc này thôi. Có không nghe nói nha. Dạ có. Đàn ông làm phụ nữ tiêu đó nha. Dạ, cái đó là mục đích để em phấn đấu em làm mà anh. Hy vọng bằng nữ tiêu nhiều đấy chứ. Trời ơi. Em có động lực em làm hơn nữa chứ. Nhớ nha. Nói sao là giữ lời đó. Mai mốt mà ta tiêu nhiều quá, nói năng này kia ta mở là cái đoạn này coi là hết chối cãi luôn á. Dạ. Bây giờ Khang bước tới nắm tay Tiến đi. Em cho anh nắm tay. Hai đứa nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt nhau. Tay em ấm quá. Em cảm ơn ạ. Nắm hai tay luôn, hai tay luôn. Hai tay mình đó, đối diện nhau, mình nhìn vào. Ta có 3 tiếng đồng hồ nhìn thẳng vào mắt nhau. Để cảm nhận nó lúc này là chúng ta đang trao nhau những cảm xúc nè. Em thấy cô gái này sao? Có đúng như những gì mình đang suy nghĩ, mình lựa chọn hay không? Em thấy em rất là hiền. Em cảm ơn. Em thì anh cũng hiền lành, chững chạc ạ. Em cảm ơn. Dạ. Sau này nếu mà về chung một nhà thì anh sẽ giúp đỡ phụ giúp việc nhà cho em. Nếu mà em giận thì anh sẽ làm gì nói đi? Anh sẽ hát cho em nghe. Mặc dù hát rất là dễ. Ngược lại thì sao em? Nếu mà em là vợ thì em sẽ cố gắng chăm sóc vun vén cho tổ ấm ạ. Anh cảm ơn. Hai bạn về chỗ nào. Anh cảm nhận xem đây có phải là một nửa manh ghét của mình hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, thì không cần bấm. Nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ em có bấm, chắc là ấn sâu đấy ạ. Em có bấm đúng không? Dạ. Có bấm mà làm tôi giật mình. Hết hồn. Cả hai cùng bấm. Hai bạn nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau. Và hai điều gì đến sự đẹp đôi. Đồng ý hẹn hò có nghĩa là một nụ hôn đầu tiên để đánh dấu điều đó. Dạ. Được không? Được. Thơm hả? Khang phải dành thời gian. Dạ. Xin với hội đồng quản trị. Đó, tình yêu bắt đầu chớm nở rồi, cho em nhiều thời gian chút xíu đi công tác Bình Dương nhiều chút xíu. Để có thể có thời gian ta trao đổi và chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Đây là những món quà dành cho các bạn. Nhãn hàng Aqua Celine xin tặng. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Bây giờ nhà gái sẽ giới thiệu mình trước nha. Em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào MC Quỳnh Linh với bạn nam bên đó. Và tất cả mọi người ngồi trong trường quay này. Em tên Nguyễn Lê Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ, hiện em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Tích Quan Cần Thơ luôn. Mình lên đây khi nào? Mình lên đây lên hồi sáng, 5 giờ đón xe lên đây. Rồi, mời em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tài, em nay 33 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em làm gì ở Đồng Tháp Tài? Dạ, mình làm hàng cơ khí anh. À, em cũng mới đón xe từ Đồng Tháp lên luôn hả? Dạ, đi hồi phía. Hồi phía luôn? Dạ. Lúc mấy giờ
Đi lúc 2 giờ sáng. Trời ơi, tội nghiệp ông bên kia đi ha. 5 giờ đi 2 giờ hả? Ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì nè? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, sắp xếp nhà cửa. Và em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó, cho dù là đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì, là em phải dứt quyết để em phải làm cho được thành công. Và còn khuyết điểm của em là nhút nhát, cục dẹp, thích đám đông. Tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc, em hơi nóng tính, thiếu kiềm chế lại. Lúc nào mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được. Cái lần mà mình nóng tính nhất là mình làm cái gì? Là giống như mình hơi bực bội, giống như mình làm chuyện gì đó không thành công, thất bại, hoặc là mình chưa có làm hết cái khả năng của mình và mình thất bại, thì nó thì em hơi bực trong lòng vậy đó. Đó là mình chỉ bực ở trong lòng thôi chứ không phải là mình nóng tính, mình la người này la người nọ. Tưởng nó nóng tính rồi quýnh người ta luôn chứ. Dạ không. Thôi mời Tài, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, biết nấu ăn, sống tự lập, ở trường này em sống được. Rồi, sống tự lập luôn. Dạ. Ở nhà đó là ở dưới quê đó là ở với ai? Em ở với ai? Dạ, ở chung cha mẹ, nhưng lúc trước em đi làm kia anh em cũng sống tự lập này kia. Có mình ba mẹ thôi hả? Dạ. Vậy là em là con một hả? Dạ. Còn bên kia là gia đình đông không em gái? Dạ, em cũng con một luôn anh ơi. Rồi, hai đứa con một luôn, khỏe re. Tại đường tình duyên mình sao em? Được hai mối tình tìm hiểu và một mối tình đơn phương anh. Tìm hiểu được một năm vậy đó, mà chia tay này một mối tình thì 6 năm, một tình 4 năm mà. Tôi có sâu sắc hơn sao? Dạ, cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ chối em á. Sao từ chối tội nghiệp vậy? Lừa gió tình mày, lừa gió tiền đó. Ôi ơi, hết nhiêu tiền? Không có hết mà, ví dụ như em làm tháng nào cái cổ hay gỗ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sống hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sống được năm không? Hơn năm luôn. Trời ơi, tội nghiệp không? Trời ơi, tội nghiệp vậy trời. Đường tình duyên của mình sao cưng? Em có quen một bạn nam, bạn trai thì lớn hơn em 3 tuổi. Là trong quá trình mà mình đi làm thì sẽ được làm giống như là giới thiệu bạn bè quen biết, thì mình tìm hiểu được một năm thì em thấy cũng không có kết quả gì. Với lại tình cảm của người đó thì không có nghiêm túc. Nói chung mà mình quen thì đó mình có cảm giác như là sẽ không có đi đến một cái kết quả hôn nhân gì tốt đẹp, cho nên em tự rút lui chia tay luôn. Nói chung là tới giờ em cũng không có quen. Bây giờ là mình đã sẵn sàng để mà mình đón chờ một cái câu chuyện mới chưa? Mẫu hình mà mình mong chờ ở một cái người đàn ông sắp tới của mình. Tại vì tánh của em thì sống nội tâm, cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành, điềm đạm, nói chung là có trách nhiệm với gia đình, chứ đừng có gia trưởng hút thuốc như là chồng chú vợ tôi đó anh. Rồi nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ là em không thích. Bên đây hiền lắm, chắc không có gia trưởng đâu hả Tài hả? Dạ không anh. Bên đó cũng không có hút thuốc luôn. Còn gì nữa không? Vậy đơn giản, bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không Tài? Dạ được. Được. Rồi em muốn tìm người yêu sao? Nói luôn. Biết cô bác người lớn á, hiền lành kia nè, chung thủy với nhau. Vậy thôi đó hả? Dạ em rung quá. Giờ rung dữ không? Dạ rung. Đi từ chị. Dạ chào nhà trai. Dạ. Sao rung? Như hồi đó giờ không có ngồi trong đông gì, ngồi trong đông thì em ngại em rung. Không rung thiệt. Rung thiệt. Có cái điều gì mà không thích ở bạn gái? Em không thích gái xăm mình với sống ảo á chị. Sống ảo là sao? Cái bền á. Như Facebook mà hay đăng nói này đó kia, nó không có đúng sự thật á. Có, mình đang có đăng nói, nó không có nói gì hết trơn. Chọn người ta chỉ nói công việc thôi. Lâu lâu người ta viết mấy câu mà thơ thơ thôi kia. Bên kia xài app không á? Có, tôi là không có sống ảo, là tôi là lâu lâu chỉ viết một vài câu thơ. Ví dụ như iPhone thì em có, nhưng mà ai đó thì em chưa. Đó, vậy thôi. Chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Có xăm mình không cưng? Dạ không. Dạ không, đó rồi xong. Bên đây có sống ảo không? Dạ không luôn. Rồi. Không có luôn. Coi nè, thấy mua quà tặng bạn gái nó nhỏ bé quá hả? Này mua đâu vậy? Hồi sáng em đi lu bu sẽ lạc đường, anh đi chuẩn bị không kịp cái chương trình cho em mượn. Trời đất ơi, thấy thương không? Dễ thương. Trời đất ơi, rồi em tặng cho người ta rồi em mượn rồi sao? Em mua khác trả lại. À, mua khác trả lại nha. Dạ. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi bao nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dừng luôn, mấy triệu nè. Mấy triệu lận? Mấy triệu à, khỏe. Người ta đi, người ta đem tới mấy triệu lận. Tính tình có hay nóng nảy không vậy? Dạ không, nói chung em cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu thôi, có hay quấn lộn không? Không không. Ủa sao tôi thấy mẻ cái răng? Cách đây tới 6 tháng anh chị. Cái ở sớm em cũng quánh lộn á, cái một người thì có rượu một người không có rượu á, nói này nói kia, cái ông không có rượu ông nóng vô ông quánh ông kia hay gì thấy nghiệt, ông xin rượu nhỏ con quánh vô ông can xong thục cỏ quánh ông kia né trúng mặt em vậy để gãy nửa cái răng nè. Thôi được rồi, chắc hai đứa nó cũng dưới quê lên, không có ai mùa này dịch giả mai lên đâu, thôi mình làm mai luôn, mình mối luôn đi ha. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Dạ. Miễn sao hai đứa đến nhau được rồi. Hỏi rào đi. Không hỏi ai hết luôn. Không có cần hỏi ai, đâu có ai để đâu hỏi. Đúng rồi, đâu có ai đi chung mà quên.
Mở rào. Cười chảy nước mắt luôn á. Rồi, hít thở sâu vô. Bớt cung chưa? Dạ bớt rồi. Bớt cung. Đó, bằng ý bên kia nha. Rồi bước tới. Em tặng anh cuốn nhật ký. Phải nói rõ ràng cái lai lịch đó sao, con coi cái quà tặng gì đó cho ta nghe. Nó là tuy là món quà này anh mượn nhưng mà cả tấm lòng của anh đó, nói đi. Có gì đó. Em tính đi sớm mà mua, nhưng mà là do là đi lạc đường á. Ở cái chương trình tội nghiệp, chương trình cho mượn. Nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao là anh chọn món quà đó để mua ở Cần Thơ đem lên như cuốn nhật ký thì anh có thể viết. Cảm ơn nha. Rồi. Cần Thơ gạo trắng nước đông. Thuộc câu sao không? Thuộc. Sao? Ai đi tới đó lòng không muốn về. Đúng rồi. Đó, Tài thấy sao? Thấy ý sao? Dạ thấy ý dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của em. Còn ý thấy Tài sao? Dạ thấy anh cũng dễ nhìn. Chứ ta nếu mà miệng mồm này kia là nói không đồ của em mua này kia đó không? Rất thật tình luôn, chính ra là chúng ta đang cần những người thật tình thế này nè. Dạ. Rất là thật luôn. Tuần gặp mấy lần ở đâu, hẹn hò sao, nói cho như ý biết đi. Dạ thì ví dụ như công việc của em thì như Chủ nhật được nghỉ. Trước mắt là như Chủ nhật kia đó. Dạ. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể em đi gặp nhau gì hơn vậy đó. Cũng em làm cũng nghỉ ngày Chủ nhật. Em đang làm ở Cần Thơ luôn hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thì hồi đó em cũng muốn đi làm xa lên thành phố Sài Gòn này, em cũng thích lắm. Nhưng mà cha mẹ em nói ở dưới quê nhà mình thì nhà cửa có sẵn rồi. Mà với Cần Thơ thì công ty cũng nhóc, có trên nấu thua gì Sài Gòn đâu. Thành ra là cha mẹ em có cho em đi làm xa, cứ sống rồi mình sinh hoạt, có nhà cửa thì mình làm. Mặc dù là lương thì nó cũng không có cao với thành phố, nhưng mà nó ổn định cho mình là được. Em hỏi anh là, ví dụ như anh cũng con một giống như em rồi, cha mẹ anh có vấn đề làm dâu không? Nói chung cho mẹ anh cũng dễ, nhưng mà anh nói dù hai đứa có quen nhau thì sau này ở đâu cũng được. Ví dụ như ở bên vợ hay là ở bên này cũng được, như lâu lâu về thăm ba mẹ vậy đó. Có con cái đi đưa cho mẹ giữ, lâu lâu mình thăm con thì thăm ba mẹ cũng được. Non luôn. Chưa gì giao con cái cho mẹ giữ rồi đó. Tính nhanh ghê không? Ở tương lai á, là thí dụ giờ á, nhà gái có thể bắt rễ được Tài về đó ở được luôn không? Dạ được anh. Dạ. Ý có thể về được không? Dạ được, thì bên nào cũng con một hết, thì bây giờ mình phải xẹt qua xẹt lại, tại vì chủ yếu là chăm sóc cho cha mẹ sau này già. Hay là giờ mình gom mình cũng đâu có anh em gì để nhờ cậy đâu. Thành ra là gặp gia đình thì lập gia đình, chứ thì mình cũng phải tới lui tới lui, cha mẹ đôi bên để chăm sóc, chứ không có bỏ cha mẹ được. Đó là ý nghĩ quan niệm của em. Rồi giờ Tài hỏi đi. Anh với em thì cũng có tuổi rồi, như em định như nào mới? Em thì muốn tìm hiểu là phải từ nửa năm cho tới một năm thì em mới có thể trả lời được. Tại vì khi mà em tham gia chương trình này là thật lòng em nói là chỉ là một cái bước đầu tiên mà cho cơ hội thôi. Em còn đi làm công tá anh, nhưng mà em cũng dán dự định làm có vốn kia mình mở cái tiệm nhỏ của mình làm riêng cho mình vậy đó. Bây giờ nè, Tài đứng lên hát cho ý nghe đi, giao lưu cho nghệ chút coi nào, thoải mái vô. Anh hát Tài đi mấy câu. Hát bài cái tựa em quên rồi. Giống như cái chú Đào gặp hôm nay đi ha. Có lẽ ông trời ra cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời mất ta phải mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm, chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh. Cả thế giới này không ai em bằng anh, cả trái đất này không ai em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, ôm lấy em từng đêm. Đó là dẫn nắm tay nhau, thấy bạn gái sao nói nè, trong lòng mình nghĩ sao về bạn gái nói đi. À, nhìn bạn gái rất dễ thương. Em thích. Cảm ơn anh. Thích rồi, nói đi. Thích rồi đó. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Nãy giờ thì chúng ta có thể trao đổi vui vẻ với nhau, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa xem. Nếu không thích, chúng ta đừng bấm, để cái duyên đó cho người khác. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đã không? Chúc mừng. Rồi, đứng ra đây. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau được rồi đó. Nắm bên này. Nắm đúng không? Dạ nắm rồi nè anh. Có bạn không? Đó, cái sao Tài?
Dạ thấy ấm áp và hạnh phúc anh. Giờ bớt rung chưa? Dạ, rung, tại vì em sợ có không bấm em rung thì hết rung rồi. Hay lắm. Đây sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT, mua sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sống ở chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng Hẹn Hò Sweet Couple, một ứng dụng sắp cho mắt 12 ly chiến thắng gửi tặng các bạn. Đây, quà tặng đặc biệt dành cho hai anh là anh chị là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Mình cưới sớm là mình sẽ sử dụng cái chụp hình cưới 15 triệu này nha. Một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, một phiếu giảm giá 25% trên toàn quốc. Rồi, đây là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá là 5.950.000 đồng. Hai anh chị sẽ nhận được cái tivi này khi mình kết hôn. Rồi đây là quà của em ha, hơi nặng nha, rồi cầm cái này nha. Rồi chúc mừng hai anh chị cố gắng tìm hiểu thật sớm ha, rút ngắn khoảng cách, rút cổ về chung một nhà nha. Rồi những gì anh hứa là anh phải nhớ thực hiện nha anh. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn bó hoa tặng bà xã anh nha. Cảm ơn em. Đó giờ mới nhận bó hoa của bà xã trong chương trình đó. Thì đi trước, em đi trước. Hôm nay anh Linh về nhà sẽ tạo bất ngờ cho chị ấy. Chị ấy tưởng đó anh Linh mua hoa tặng. Lâu lắm rồi mới nhận được một bó hoa cho bà xã mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong ngày hôm nay. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nam. Rồi, chào em trai. Mời đi em. Rồi, em gái giới thiệu đi cưng. Dạ, em xin chào các quý vị khán giả đang xem truyền hình. Anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các anh chị đang có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Hứa Hồng Thắm, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Em hiện là nhân viên kế toán cho một công ty cổ phần ở Cần Thơ. Cái gì em tên gì giới thiệu lại á? Dạ em tên Hứa Hồng Thắm. Hứa Hồng Thắm. Dạ. 26 tuổi hả? Dạ năm nay 29 tuổi. 29 tuổi. Hứa Hồng Thắm 29 tuổi làm kế toán ở Cần Thơ. Gia đình họ Hứa đó nha. Rồi em trai. Dạ xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Em tên là Trần Trương Trung Quân. Em 30 tuổi. Em hiện đang sinh sống tại thành phố Vĩnh Long. Công việc hiện tại của em là hiện tại em đang công tác tại Ủy ban xã Tân Hội của thành phố Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long Cần Thơ gần ha, chạy cái xe. Vĩnh Long Cần Thơ sát bên nhau rồi. Dạ. Em làm ở trong ủy ban xã hả? Dạ dạ. Làm em bên công an xã. Công an xã hả? Dạ. Rồi tướng thì giống con núi. Xã nào vậy em? Xã nào vậy em? Xã nào? Xã Tân Hội chị. Hả? Xã Tân Hội. Xã Tân Hội. Em với con núi là quen gì nhau? Dạ anh em. Rồi. Dạ. Hôm nay thì chào đón một người Vĩnh Long, một người Cần Thơ cùng miền Tây nha. Dạ. Có đường về luôn á. Em lên đây lúc nào? Em lên hôm qua. Hôm qua, còn bạn gái lên từ Cần Thơ lên lúc nào? Dạ em cũng lên tối qua. Hôm qua trời ơi, không chừng hai người gặp tối hôm qua là chưa biết á. Em đi xe gì lên? Dạ em đi xe Kim Mã. Xe Kim Mã. Xe Kim Mã ở Vĩnh Long. Rồi còn bạn gái xe gì? Dạ em đi xe Thành Bưởi. Không hợp rồi. Không cùng rồi xe. Rồi chừng nào về? Dạ tối nay. Tối nay về, bên kia chừng nào về? Em cũng dự định chiều nay em về. Vậy là hai người về chung rồi, đi nha. Rồi bây giờ em đi về thẳng Cần Thơ giùm anh luôn nha. Dạ. Đón xe chung chuyến xe kia rồi xong rồi đưa bạn gái về, mình mới về Vĩnh Long. Xe Vĩnh Long đi về thẳng Cần Thơ luôn. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em thích nấu ăn, thích nghiên cứu về ẩm thực, cũng thích dọn dẹp nhà cửa. Thì mấy anh chị thường nhận xét em là tính cũng hiền, với lại biết lắng nghe mọi người. Ngoài ra thì tiếng Anh của em cũng khá tốt, cho nên là nếu mà người thân bạn bè mà muốn đi du lịch nước ngoài á, thì sẽ có em đi cùng thì đỡ rất là nhiều. Để không dịch giùm cho người thân. Ha. Rồi nhược điểm của mình?
Nhược điểm thì em thật ra là em hơi cứng nhắc á chị. Dạ, giống như là nếu mà đối phương mà chưa có quen biết lâu mà cũng không biết tính tình á, nếu mà đi ăn chung á thường là em muốn tự trả phần của mình. Còn với lại là nếu mà trong buổi gặp đầu tiên mà em thấy không hợp á thì em sẽ không có gặp nữa, cũng không nhắn tin luôn. Dạ, không có suy nghĩ là nếu mà gặp một hai lần thì sẽ tốt hơn. Em không nghĩ được là được mà không được là không được ngay từ đầu luôn. Dạ. Cũng rất là thẳng thắn, một là một, hai là hai ha. Dạ. Chúc em gặp anh này mà em đi xuống luôn là hiểu rồi nha. À. Rồi, bạn trai. Em thì xem mọi người nhận xét em thì điểm mạnh em là thật thà, thì sống tình cảm, biết quan tâm chia sẻ, thì quyết đoán trong công việc. Thì điểm yếu của em thì em hay dễ bị mềm lòng. Thứ hai nữa là em sợ ma. Trời ơi, ai sợ ma vậy? Đúng gì sợ ma trời. Mày ma nó sợ em chứ. Sợ ma dữ không? Dạ trước đây em ghen lắm nhưng mà sau này đọc chuyện ma nhiều cái thấy hơi cũng hơi sợ sợ. Ngoài sợ ma rồi sợ cái gì nữa? Em sợ thằng Lăng nhưng mà gắn không sợ. Sợ cái gì? Sợ thằng Lăng nữa. Trời đất ơi. Em có thể hỏi một sợ. Câu được không ạ? Em có thể hỏi một câu bạn em lớn lên. Hỏi lớn lên cho anh. Dạ anh nói anh là công an xã đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ mà anh sợ ma sao anh đi tuần được anh? Không không, trước đây thì anh gan lắm. Lúc trước là đi bộ đội xong rồi đi gác đêm là chỗ nào mình cũng đi chứ. Nhưng mà sau này đọc chuyện ma nhiều cái thấy mình cũng hơi sợ sợ suy nghĩ. Mà có gặp con ma lần nào chưa? Dạ chưa chị ơi. À đọc chuyện là tưởng tượng là sợ thôi. Đủ ban đêm dù người ta là cướp con ma chạy đó nó sợ ma quá sống trong. Rồi sao? Dạ, cái đó cũng ráng đi chứ anh. Ráng đi chứ hả? Dạ. Đủ cướp có thả con ma ra rồi sao? Bây giờ thí dụ như em gặp cướp ở phía trước ban đêm nha. Em dạ. Gặp cướp đang chạy, em vừa chạy cái thấy bóng ma. Em chạy nó hay là xỉu. Chạy theo chứ. Chạy theo hả? Dạ. Con ma sao? Cũng ráng theo đừng bắt chứ. Bắt cướp mà bắt ma. Bắt cướp. Bắt dạ. Lần nào chưa? Dạ có rồi hả? Có rồi hả? Dạ. Vậy cũng được. Nhớ nha công an thì không sợ ma trời. Dạ. Rồi ngoài sợ thằng Lăng ra còn sợ con gì nữa không? Dạ không sợ gì nữa chị ơi. Sợ thằng Lăng thôi vậy đó hả? Em sợ thằng Lăng không em? Dạ cũng sợ. Ráng bữa nào em bắt em nhát anh chơi. Em sợ lắm em không làm được. Rồi tình trường thì sao? Dạ trước giờ thì em chưa có bạn trai. Dạ chỉ có bạn bè bình thường thôi. Hồi 29 tuổi chưa có một bạn trai, chưa một mối tình nào luôn á hả? Dạ. Chưa em... hôn chưa nắm tay gì luôn hả? Dạ chưa. Chưa luôn. Lý do tại sao em? Dạ em lo tập trung phát triển sự nghiệp đó chị. Cho tới một ngày em giật mình em nhìn lại em thấy em dành cả tuổi thanh xuân để làm việc. Cho nên em mới đăng ký tham gia chương trình. Thôi kệ, dù muộn nhưng mà còn hơn là không đến đúng không? Thì chưa. Hôm nay đến đây cố gắng giải phóng ế ha. Cô gái bên kia là chưa dạ, bao giờ quen vậy. Ai luôn đó. Dạ. Em nghe em cảm giác sao? Dạ. Phải không? Dạ. Hả? Dạ. Phải hả? Phải cười tươi quá. Nhưng mà tình trường của bạn sao? Có mấy người yêu rồi? Em thì trước đây là có hai mối tình, có thầy học sinh. Học sinh thì, bỏ qua đi. Còn mối tình cách đây là 2 năm mấy rồi. Ừ. Thì cũng quen bạn gái này. Nhà ở gần chỗ em làm thì cũng quen rồi mà em cũng ít nói chuyện với bạn gái lắm. Chỉ vô nói chuyện với ba mẹ thôi. Quen ta vô nói chuyện với ba mẹ không? Dạ. Như kỳ vậy. Thì thấy bạn vô nói chuyện với ba mẹ thì nghĩ là đeo ba mẹ là được rồi. À. Nhưng mà sau thời gian sau bạn đi lấy chồng, lý do là mình không nói chuyện với tuổi tác đồ cũng không hợp. Đúng rồi, quen người ta nói chuyện với ba mẹ không thì đâu có được. Mới nói chuyện với người ta cũng bỏ đi lấy chồng là đúng rồi đó. Rút kinh nghiệm quen con này là vô nói chuyện vô thưa ba mẹ trước. Ra nói chuyện với cổ, chăm sóc cổ rồi cũng chăm sóc ba mẹ luôn đó. Được không? Rồi, như vậy là bên đây cũng ai thuộc nhát gái nha. Bây giờ mình chưa có mối tình nào nhưng mà mình có tưởng tượng ra cái người yêu lý tưởng của mình là người như thế nào không em? Dạ có, em thích mẫu bạn nam giống nhân vật đại úy Yoshijin trong phim Hậu Duệ Mặt Trời á chị. Trời ơi. Trời ơi. Dạ mà thật ra là em thích là tại vì bạn ấy nam tính với lại có chút chín chắn nhưng mà cũng hài hước, mà quan trọng là người tốt bụng, kiểu giúp đỡ người già qua đường với trẻ nhỏ đi lạc với anh. Song Dong Ki hả? Dạ. Em thích. Cái này song dong luôn được không? Này không giống Song Dong Ki. Ở trên đây mặt hiền từ lắm, mặt dễ thương lắm. Ha, y như là cái em thả thôi còn không có bằng Song Dong Ki gì của em thôi. Dạ không, em ý là em nói là tính cách đó anh, còn bề ngoài thì dễ nhìn là được. Dạ. Nói chung phải tốt bụng giúp đỡ người qua tốt đường. Bụng này tốt lắm. Bụng này biết tốt cắt rồi đó. Dạ. À. Em rồi yêu cầu gì nữa?
À, dạ em hy vọng là ảnh cao từ em trở lên. Với lại em cao nhiêu? Dạ em cao 1m58. 58 mét mấy? Chắc cũng cỡ đó. Chắc 58 rưỡi. Dạ. Để nó có cao hơn được không? Không được, dạ. Được ha. Dạ. Rồi em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ em không thích bạn nam mà nói nhiều quá. Tại vì kiểu nói mà không ngừng để lấy hơi anh. Bạn này có nói đâu, thấy không quen người ta nói chuyện với ba má không hả? Dạ em không biết nữa. Được á, bạn này ít nói lắm. Có gì em không thích ở người trai không? Ừ. Dạ em hy vọng bạn ấy ngăn nắp sạch sẽ, đừng có lười quá. Kiểu như không có dọn dẹp á anh. Giờ á. Có dọn dẹp gì không? Có chứ anh. Nhà sạch sẽ không? Sạch. Ví dụ giờ đưa bạn, em quen cô gái này Cần Thơ nè. Rồi dạ. Bạn gái Cần Thơ xuống thăm em ở Vĩnh Long. Và dạ. Lúc 10 giờ đêm. Xong rồi cái cổ bắt em đưa từ Vĩnh Long về Cần Thơ lúc 11 giờ đêm. Em đi được không? Được. Hả? Được anh. Được không? Dạ được. Đường nó ma nhiều lắm á. Hả? Đâu có gì đâu em... Thiệt không? Thiệt. 12 giờ đêm đưa chạy đi đường Cần Thơ được không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Rồi. Anh thấy cô gái dễ thương hiền hậu đó. Người ta chưa bao giờ có người yêu đó. Không, đi qua coi coi. Giờ nếu được thì em muốn chừng nào tiến tới hôn nhân? Dạ cũng tùy mà chắc khoảng 1 năm nếu mà hợp nhau. Em muốn rước chú rể về Cần Thơ hay là muốn qua Vĩnh Long làm dâu? Dạ cái đó cũng chưa biết được. Mà đi Vĩnh Long được không? Gần xịt nhà chứ gì? Ba mẹ em thì hy vọng kiếm dễ. Đó vậy là muốn rước về Vĩnh Cần Thơ đúng không? Dạ. Rồi để chị hỏi thử coi. Dạ. Ủa nhưng mà ảnh đang làm ở công an ở Vĩnh Long rồi sao anh đi được? Vĩnh Long và Cần Thơ cũng gần chị. Gần hả? Gần cũng dạ. Lẽ mỗi ngày đi làm đi về cực lắm. Ủa giả tỷ bây giờ bên đây người ta muốn bắt rễ là được không? Dạ thì nếu có điều kiện thì em chạy tới chạy lui cũng được chị. Đây ba mẹ em thì không có yêu cầu làm dâu. Dạ. Ở đâu cũng được ha. Dạ, ở đâu cũng được. Tại vì mình ổn định cái công việc chứ thật sự lấy nhau mà đi đi về về cũng mệt hao hao tốn sức khỏe lắm thời gian đầu thôi. Chứ trước sau gì cũng phải ở một chỗ rồi làm sao mà ở an cư mới lập nghiệp để đi về về sao mà phát triển kinh tế được. Ha. Dạ. Rồi nhưng mà bây giờ là em có cái điều gì mà em không thích ở cái người phụ nữ không? Em thì không thích ở bạn nữ là như xăm mình. Thì nhuộm tóc đồ này kia với hay nói nhiều. Ta nhuộm tóc đẹp mà, dù không xăm mình thì cũng được đi. Nhuộm tóc có cái gì đâu. Thì nhuộm tóc thì cũng ví dụ màu vàng thì hơi hơi được rồi, chứ đừng có nhuộm màu đỏ màu xanh kỳ lắm. Vậy ha. Chắc lâu quá cũng không có bắt cướp hay gì ha, thứ cũng hơi bị xề rồi ha. Có tập thể dục thể thao gì không? Dạ có, em cũng có chạy bộ. Chạy bộ hả? Dạ. Trời ơi chạy cái dắt nào mà sao. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thì nếu được tìm hiểu mà được thì khoảng chừng năm nửa năm trở lại. Năm nửa năm trở lại ha, ổn định hết cuộc sống rồi. Có ổn định hết rồi phải không? Dạ. Nhưng ở Vĩnh Long thì mình ở nhà của ai? Dạ ở nhà của ba. Ở nhà ba. Dạ. Rồi là lấy vợ về, nếu mà ấy là ở nhà ba ở chung với ba luôn? Dạ không, ở riêng. Ở riêng. Dạ dạ. Rồi có nhà riêng chưa? Dạ có. Có rồi. Dạ. Rồi. Hiện giờ nhà riêng đó ai ở? Dạ, chỗ thuê. À có thu nhập. Chú đồng chí công an có rồi. Thêm thu nhập. Thấy khỏe rồi đó. Khỏe rồi đó. Bây giờ hôm nay đi với ai? Chậm đi với mẹ với à em. Có mẹ hả? Dạ. À, chào cô, chào gia đình. Dạ cô cầm cái micro lên giùm con đi cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của Trung Quân. Theo như mẹ thấy thì cháu phía bên đây thì cũng được, nhưng mà cái đó là tùy con thôi. Còn với mẹ thì nếu mà được thì hai đứa lấy nhau thì nói chung là không có làm dâu. Dạ. Và tự hai đứa làm tự sống. Có cần mẹ cái hỗ trợ cái gì thì mẹ sẽ ok với con. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, cảm ơn. Em gái hả? Em gái được hả? Dạ. Em gái con thấy chị dâu tương lai sao được không? Gái cho ý kiến vài câu nói chuyện với chị đi. Dạ, chào MC, chào khán giả. Dạ thì em thấy chị cũng dễ thương. Mà anh em thì nói chung là cũng đạt tiêu chuẩn yêu cầu của chị. Anh em cũng ít nói mà cũng vui vẻ. Hiền lành thì phải nói là bao hiền, chị cứ an tâm. Em thấy chị không? Sao? Dạ. Anh ăn nhiều không? Dạ, ăn cũng vừa. Anh biết nấu ăn không? Dạ biết ạ. Em giỏi lắm ạ. Nấu ăn giỏi ha. Dạ. Rồi về nấu ăn cho vợ được không? Dạ được. Em thấy chị dâu tương lai như thế nào? Em thấy chị cũng hiền dễ thương nhưng mà chắc cũng hơi khó tính chút. Dạ. Rồi, đó là ý kiến người thân ha, người ta cũng ủng hộ. Nay em đi với ai? Dạ em đi với một chị đồng nghiệp là cấp trên của em trong công ty. Rồi. Dạ chị Vân. Rồi cho chị. Dạ, chào dạ, chị. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả trong trường quay và chào hai bạn. Thì em tên là Thu Anh, là người đồng nghiệp cũng như là người chị rất thân thiết của bé Thấm. Thì nói về bé Thấm thì bé Thấm là một người rất là hiền hòa, trong sáng, vô tư, nhưng mà có một chút là hơi nghiêm khắc.
cho nên là trong cái quá trình tìm bạn trai thì nó hơi bị khó khăn tí. Về bạn trai ở bên này thì nhận xét về ngoại hình thì bạn có hơi ú, có thể là bù đắp cho em Thắm nhà chị một tí, nhưng mà tính tình thì chị thấy rất là hiền, công việc thì ổn định. Chị cũng hy vọng là hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu và có thể đi đến xa hơn. Dạ, cảm ơn chị. Ú ú vậy chứ gương mặt có hậu lắm ha, phúc hậu lắm á, dễ thương. Rồi bây giờ mình mở rào cho đàn trai đàn gái gặp mặt nha. Kéo rào. Dạ, anh chào anh. Dạ, em gửi anh món quà. Rồi mình đứng sát vô luôn rồi mình đo chiều cao coi. Cô gái của Thức là cao hơn cổ chút xíu. Cao hơn rồi, hợp rồi. Đứng sát mình ơi. Đứng sát vô. Nhát gì đâu mà. Rồi, đó, đúng không? Xứng đôi không? Được ha. Rồi, yên tâm. Cao hơn khúc rồi ha. Dạ, chắc ngồi hai bạn. Rồi đi. Rồi mình cảm nhận về nhau như thế nào? Hai em trò chuyện đi. Nói chung là em cũng đăng ký tham gia chương trình này cũng gần 2 năm rồi. Thì mình đến đây là cũng có cái duyên. Thì anh mong là mình sẽ cho nhau cơ hội. Trời ơi, chưa gì chứ, cơ hội gì? Phải nói cái gì chứ, đăng ký 2 năm rồi phải không? Dạ. Mình tưởng tượng trong 2 năm qua, tưởng tượng gặp cái ngày hôm nay, gặp cái người đó như thế nào, có giống cái người em tưởng tượng không? Dạ, cũng không có tưởng tượng ra được. Không tưởng tượng hả? Dạ. Chứ không bây giờ em nghĩ là ngày hôm nay em ngồi với cô nào hả? Dạ. Cô gái ấy chưa bao giờ có người yêu. Dạ. Chưa nắm tay người yêu. Chưa có người con trai nào hôn lên má luôn. Dạ. Em có hôn gái chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Gì quen mà không hôn? Chưa nắm tay được. Chưa nắm tay luôn á hả? Dạ. Quen 2 mối tình rồi. Dạ. Thiệt không? Thiệt. Giờ muốn hôn cô đó không? Hả? Để tìm hiểu đi. Hả? Dạ, để tìm hiểu. Tìm hiểu xong mới hôn hả? Dạ. Hôn trước tìm hiểu sao được không? Dạ. Hả? Dạ. Mắc cỡ. Rồi bây giờ là mình trò chuyện đàng hoàng, mình cảm nhận về nhau trước đi ha. Em cảm nhận thế nào vậy anh? Dạ thiệt là em cũng có hơi bất ngờ, em cũng không có tưởng tượng, trước khi mà đi lên truyền hình thì em chưa có tưởng tượng gì về người mình có thể gặp hết, mà sau khi nghe những lời mà anh vừa nói thì em cũng thấy có phần yên tâm. Anh thì anh thì khi mà quen nhau thì anh sẽ thường xuyên, mà chỗ Cần Thơ với Vĩnh Long thì nó gần, cũng gần nhau đó, thì anh sẽ thường xuyên qua thăm em thì để cho em hiểu hơn về anh thì sẽ thường xuyên gặp nhau để mà mình tìm hiểu nhau. Anh ăn tuần anh nhậu mấy lần? Anh có từng không nhậu, có từng nhậu 1 lần 2 lần. Ủa sao ít vậy anh? Tại thường em thấy mọi người làm công việc thì cũng phải gặp gần gũi với quần chúng, cho nên là cứ gặp là phải nhậu. Anh thì ít nhậu lắm. Dạ. Chứ không có nhậu nhiều, không như là từng lễ hoặc là có khi 10 bữa cũng không có nhậu nữa. Dạ. Chứ có dịp đồ nào mình mới nhậu chứ đâu phải. Dạ. Nhậu nhiều nó cũng mệt chứ đâu phải. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không biết hút thuốc. Dạ. Vậy anh cảm thấy mình là người có trách nhiệm không anh? Anh thì anh thấy mình là người có trách nhiệm, biết đón. Dạ, ví dụ cho em một ví dụ. Như là anh quyết định cái gì là anh không có suy nghĩ lại là hối hận. Thứ hai nữa thì làm cái gì mình phải có trách nhiệm, làm phải hoàn thành, chứ không có mà làm chút rồi bỏ hoặc là không chịu trách nhiệm với việc mình làm ra. Dạ. Anh thích nữ diễn viên nào? Hả? Nữ diễn viên nào anh? Nữ diễn viên nào đóng phim hay là ca sĩ nữ nào cũng được. Thích thì giống như diễn viên Mai Phương cũng lùng lùng vậy được rồi. Dạ. Diễn viên Mai Phương. Dạ. 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 Em cũng giống vậy. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh có gì không muốn hỏi em không? Dạ. Anh muốn hỏi em là nếu như mà mình tìm hiểu nhau được thì khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ, chắc khoảng 1 năm. Em nghĩ 1 năm là vừa đủ để hai bên hiểu coi có phù hợp không. Ý của anh cũng như giống như em vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn có muốn quà gì tặng cho nhau cho nó thay đổi không khí, cho nó vui lên đi. Mình hát hò văn nghệ gì đi. Dạ. Em hôm nay em cũng bị viêm họng mấy hôm rồi, cũng hơi đau họng mà. Em cũng tặng cho bạn nữ một bài hát. Rồi. Hát nhìn bạn nữ hát nha, đứng dạ. Lên để đó, nắm tay bạn nữ hát. Bài tình nghèo có nhau. Rồi. Lại nắm tay bạn nữ rồi hát cho nó tình cảm lên. Yeah.
Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà. Lầu cao xé các em ơi, lụa là gấm hoa vàng son. Khang Tiến ơi, em đấy đó. Quan trọng tình cảm thôi. Biết hát cải lương không? Dạ không. Trời, kêu nuốt dạy cho bài. Bạn gái có món quà gì tặng lại bạn trai không? Dạ, hôm nay em cũng hơi đau họng. Với lại em cũng giọng hát của em thì em cũng không tự tin lắm. Cho nên là em có thể là muốn minh họa theo bài hát Kiyomi với anh. Muốn minh họa? Rồi, dạ. Được luôn. À, em xin chương trình cho em một tiếng nhạc ạ. Rồi. Đứng lên. Khoan được lại, lại đi. Đứng lên đàng hoàng đó, vậy nó mới đối diện vậy nó mới hay. À, rồi chuẩn bị. Âm nhạc, em diễn tả cho anh này anh hiểu cái gì là chút anh phiên dịch cho anh nghe. Âm nhạc bắt đầu. Em lại không hiểu mấy cái gì mà em nghĩ là bạn nữ là đồng ý hẹn hò. Có làm gì mà là đồng ý hẹn hò? Hiểu chỗ nào mà có đồng ý hẹn hò? Hiểu gì này gì. Vậy rồi sao? Vậy là gì? Phải không? Có đồng ý hẹn hò rồi hả? Dạ không, em cũng có thể. Có thể. Cái đó là cái dấu hiệu ta trong cái bài hát thôi. Không mà để chưa gì hết rồi hẹn hò bây giờ nè. Tỏ tình với cổ rồi cổ mới hẹn hò. Vậy phải nói sao? Bây giờ nắm tay. Nắm chặt hai tay nắm đàng hoàng. Đó. Bây giờ nhìn thẳng mắt cô ấy đi. Cảm nhận em thấy về cô gái đối diện như thế nào? Em thấy em rất là hiền, dễ thương. Nên mong là em hãy cho mình cơ hội để hẹn hò, tìm hiểu nhau. Hồi đó giờ có bao giờ nắm tay cô gái lần nào chưa? Lần đầu tiên hả? Dạ. Cảm giác như sao? Lạnh. Lạnh hả? Dạ. Thấy trong tim mình nó sao? Hồi hộp em nhìn thẳng mắt cô gái thôi. Cô gái này xinh không? Xinh. Em thích không? Dạ thích. Nhớ chưa, hai đứa chưa bao giờ hôn nhau lần nào ha. Có bao giờ em có đứng sát của một người con gái nào như vậy chưa? Có đứng sát rồi mà không có nắm tay, không có hôn. Không có hôn luôn? Dạ. Cậu biết hôn không? Biết chứ chị. Biết không? Hôn sao? Nhà hôn cháu hoài. Hôn cháu khác. Trời ơi, hôn cháu khác, hôn gái khác. Nhưng mà dù hôn con này hôn sao? Để thì... Không, thí dụ tả rồi tả thôi. Thí dụ giờ hôn là hôn sao? Thì hôn lên má vậy nè. Hôn sao? Hôn đưa vô má không? Hôn vô má hả? Dạ. Không, hôn chỗ khác đi. Sao là hôn sao? Thôi được rồi, dễ thương lắm. Rồi, còn cái ghế nè. Đấy. Hôm nay thì hai bạn coi như chúng tôi đã cũng 2 năm rồi đó. Mọi người biết là 2 năm rồi anh đăng ký. Thì chúng tôi đã tìm rất là nhiều hồ sơ. Hai cái hồ sơ nó trùng khớp với nhau. Ở 80-90% trở lên thì mới gặp được. Và họ đã có duyên rồi. Quan trọng là họ có phần với nhau hay không. Không biết rằng cô gái thế nào nhưng chàng trai là thấy thích rồi ha. Dạ. Rồi mình để tay nút bấm đi em trai. Đó. Ngay lúc này đây thì mọi người đang ngồi ngọt chờ đợi. Hai gia đình hai bên. Có mẹ em dưới cũng đang chờ đợi xem cô gái có bấm nút hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn, rồi đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, rồi được rồi đó. Rồi, bây giờ bạn gái đi. Chính thức nắm tay là bạn trai bạn gái hẹn hò nhau. Nụ hôn đầu tiên.
xin phép gì cái? Xin phép. À, cho, xin phép. Nói xin phép gì muốn làm gì đó. Vì cho xin phép ông hôn bạn Thấm. Dán tóc của tao lên. Tiên nó phải gì đâu mà giống hửi quá. Lâu lâu chúng nhà nhìn là tôi kêu buông ra mới buông nha. Nào làm lại nè. Dán tóc lên. Dán tóc nhẹ nhàng lên, nụ hôn của đầu tiên của hai đứa luôn đó. Từ từ. Biết không, cái tay này dán nhẹ lên nè, cái tay này dán nhẹ lên, rồi cái tay bên đây đỡ cái càm nhẹ lên nè ha. Để cái mũi vô ha. Đó, làm thử từ từ động tác, từ từ động tác. Ta chỉ cho nào, để cái tay bên đây vuốt tóc nhẹ lên. Vuốt nhẹ lên. Đúng rồi, cái tay bên kia đỡ cái càm lên. Đúng rồi. Nhẹ nhẹ nhàng vô. Để yên nguyên, để đưa vô vô. Để yên nguyên, để yên nguyên. Chưa? Để yên nguyên, yên nguyên. Hít vô. Hít vô. Thấy sao? Hả? Nắm tay đi, nắm tay, nắm tay đỡ rung. Thấy sao? Thấy sao? Thích hả? Sướng không? Dạ. Lát về tập nữa ha. Cô gái thấy sao? Đúng không, đầu đời đó. Sao đơ luôn rồi cứng? Làm gì cũng cũng khủng tê hay sao? Cảm nhận của em sao? Dạ, chắc giống ba em không em hồi nhỏ. Không sao mà để tao thấy giống ba tao hồi nhỏ. Dạ không, hồi vậy em đòi dưỡi. Hả? Dạ không, vậy em dưỡi. Em sao? Dạ em vừa ý anh. Vừa ý gì? Vừa ý nụ hôn đó hả? Dạ. Muốn hôn nữa không? Dễ thương quá. Rồi. À, như vậy là mẹ em biết cười quá trời luôn ha. Thích rồi. Vì cũng là vui rồi. À, đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đây xem phim để hiểu nhau nhiều hơn nha. Nắm tay đừng có buông tay ra. Dạ. Đây, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, có Cần Thơ nữa nha, hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, một phiếu giảm giá 25% trên toàn quốc. Dạ, em cảm ơn ạ. Và phần quà dành cho hai bạn đó chính là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá là 5.950.000 đồng đến từ Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ em xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm đây hoa của em nè. Bây giờ á, cầm này đi. Bạn gái sao á mà toàn tay cặp tay vô bạn trai. Cặp tay đi xuống ha. Đúng rồi. Đưa đi chung xe đưa cô về Cần Thơ luôn kia. Nha. Chỉ cho lần đầu tiên yêu mà. Rồi nắm tay cô toàn đi. Cái tay vô, toàn cái tay vô. Đó, rồi vừa đi vừa hát cái bài vừa nãy đó. Rồi bắt đầu hát 2-3. Hát đi, hát lớn lên. Dễ thương quá. Làm giống như Doraemon vậy.